với kênh của mình nha. Mình là Hương Giấy, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái bó bông, bó một bông á. Sắp tới là đến ngày 20 tháng 10 này, 20 tháng 11 á, thì cái bó hoa một bông này này mình bán cũng rất là chạy nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn nha. Ở đây thì còn có những cái nguyên liệu như thế này nha. Hoa sáp hướng dương này các bạn. Hoa sáp hoa hồng. Rồi các bạn có thể thay thế bằng hoa giấy, hoa nhũ gì đó các bạn thích nha. Hoặc là hoa tươi cũng được. Rồi ở đây mà có xốp này các bạn. Thì hướng dẫn cái hoa một bông này nè, các bạn có thể sử dụng xốp hoặc là không sử dụng xốp nha. Mình sẽ hướng dẫn hai kiểu, bó xốp và không bó xốp nha. Còn đây là những cái hoa điểm này các bạn. Hoa này hoa sao khô nè, cỏ điểm các loại và lá điểm nha.